mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay thứ năm, ngày 28 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 1426 ngày 27 tháng 12 năm 2023 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ Công an, Công thương, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Công điện nêu rõ thời gian qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, tăng nhanh, tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội. Để ổn định và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để bình ổn thị trường vàng, không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao như thời gian qua. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng kịp thời xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, minh bạch, an toàn, lành mạnh, hiệu quả. Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nhiều dự án như dự án đường chính và đường bên tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình, dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, tập trung giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 4 thủ đô Hà Nội, tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan và lựa chọn xong nhà thầu và từng bước giải phóng mặt bằng các huyện Tiên Lữ, Phù Cử, Ân Thi. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu cần được ưu tiên thực hiện trong năm 2024. Ngành giao thông vận tải và các địa phương chủ động tích cực đổi mới sáng tạo hơn nữa trong phát triển hạ tầng, không trông chờ ỷ lại, quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các công trình dự án, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng, thất thoát, lãng phí tiêu cực. Sáng nay ngày 28 tháng 12 tức ngày 16 tháng 11 âm lịch, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đền Mây năm 2023. Đền Mây nằm trên địa phận khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, là nơi thờ tướng quân Phạm Bạch Hổ, vị tướng tài ba của nước ta trong thế kỷ thứ 10 và 11. Ông có công phụ giúp Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm Mậu Tuất 938. Khi Ngô Quyền xưng vương, đặt quốc hiệu đóng đô ở Cổ Loa, ông lui về vùng đất Đằng Châu bảo vệ an ninh cho vùng xung yếu này, giúp dân khai khẩn đất hoang, mở mang đồng đất cấy trồng, làm cho dân trong vùng được no ấm. Ngày 16 tháng 11 năm 983, Phạm Bạch Hổ mất, ông được vua Lê Phong là Đằng Vương sắc cho dân lập đền thờ ở Quân Doanh và suy Tô Đông làm thành hoàng. Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết và lễ hội, Công an thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn đón các kỳ nghỉ lễ an toàn, phấn khởi. Trong tháng 12 này, Công an huyện Tiên Lữ đã xây dựng hai kế hoạch thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bên cạnh công tác tuần tra phối hợp với lực lượng công an cấp trên, Công an thị trấn Vương sẽ phối hợp tuần tra cụm với các xã trong khu vực, triển khai ký cam kết với trên 100 hộ buôn bán hàng dân dụng với nội dung đảm bảo an ninh trật tự nơi kinh doanh và tăng cường tuyên truyền nhân dân thực hiện phong trào tố giác tội phạm trên địa bàn khu phố, khu dân cư. Mới đây tại một khu trọ ở thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã phát hiện bắt giữ 6 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm đối tượng gồm Đặng Thu Hương, sinh năm 1991, trú tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Hoàng Xuân Dương, sinh năm 1979, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Sái Văn Tùng, sinh năm 1988; Lê Văn Phước, sinh năm 1981, cùng ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm; Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1988, trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm; Đặng Ngọc Liên, sinh năm 1986, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Các đối tượng đã khai nhận đang cùng nhau sử dụng ma túy tại phòng trọ của Đặng Thu Hương thì bị lực lượng công an phát hiện. Công an huyện Văn Lâm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng và tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ. Một bệnh nhân nữ 54 tuổi vừa nghe theo người quen mua và sử dụng thuốc viên hoàn có thông tin ghi là thuốc trị tiểu đường ba đời. Bệnh nhân sau đó phải vào viện cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng ngộ độc nặng. Qua kiểm nghiệm phát hiện sản phẩm thuốc trị tiểu đường có thành phần dương tính với fenformin. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức và lọc máu cho bệnh nhân. Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định và đã được xuất viện. Fenformin
là một thuốc điều trị đái tháo đường nhưng không còn được cấp phép lưu hành tại nhiều nước trên thế giới và Việt Nam do nguy cơ nhiễm toan chuyển hóa, thậm chí gây tử vong. Tuy nhiên hiện nay, Fenfluramine vẫn bị sử dụng để trộn vào các chế phẩm y học cổ truyền lưu hành bất hợp pháp ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam những năm gần đây đã gặp nhiều trường hợp ngộ độc nặng và tử vong do Fenfluramine. Ngày 27 tháng 12, tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Sông Mã phát hiện một phụ nữ sinh năm 1991 kinh doanh trên 3.000 hộp mứt Tết và 90kg kẹo bánh các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, người phụ nữ này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của các mặt hàng trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ xử lý trên 3.000 hộp mứt Tết và 90kg bánh kẹo trên trước khi số hàng hóa này bị tuồn ra thị trường. Sáng ngày 28 tháng 12, thủ đô Dhaka của Bangladesh có chỉ số ô nhiễm cao nhất thế giới. Cả thành phố chìm trong khói bụi ô nhiễm nghiêm trọng khiến cho nhiều người dân gặp vấn đề về sức khỏe. Theo dữ liệu của tổ chức IQE, vào lúc 9 giờ sáng ngày 28 tháng 12, thủ đô Dhaka có chất lượng không khí ở mức 325, mức nguy hiểm tới sức khỏe con người. Chất lượng không khí sau đó được cải thiện đôi chút khi giảm xuống mức 177 vào buổi chiều. Chất lượng không khí ở các thành phố đông dân đang suy giảm mỗi năm do tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có bụi bặm từ các công trình xây dựng lớn và việc lạm dụng nhiên liệu hóa thạch. Được biết đến như là thủ đô Sanka của thế giới, cứ mỗi một dịp cuối năm, hàng nghìn vũ công trên toàn thế giới lại hội tụ về tranh tài tại Colombia để tìm ra người xuất sắc nhất. Lễ hội được xem là sự kiện văn hóa quan trọng tại Colombia, thu hút rất đông du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong ngày khai mạc lễ hội, hơn 2.600 nghệ sĩ đến từ 44 trường dạy salsa, làm nhạc và DJ chuyên nghiệp, các đoàn kịch và khách mời đặc biệt đã cùng nhau diễu hành trên đường phố tại thành phố Santiago de Cali, thổi bùng sức sống cho cuộc thi và tôn vinh văn hóa biểu tượng. Gần 70.000 khán giả có mặt tại sự kiện đã có bữa tiệc trải nghiệm mãn nhãn trên khán đài. Salsa đã trở thành một trong những động lực thúc đẩy hoạt động kinh tế của Santiago de Cali. Dịch vụ giải trí đêm khuya, đặc biệt là những ngành sản xuất phục trang, giày biểu diễn, nhạc cụ, ngành trang điểm. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.